Ví dụ như là khi mà cô giáo đang như mình chẳng hạn đang hết sức nghiêm túc giảng bài thì bắt đầu là các bạn ý lại sẽ chen vào nói những câu kiểu gọi là xăm xàm ấy. Cô là đâu rồi? Và ngay sau đấy là sẽ làm cho mình kiểu bị quên luôn và bắt đầu là mải cười với các bạn ý mà chắc là phải mất khoảng tầm 5 phút gì đấy thì cô trò mới có thể lại bắt đầu giảng bài lại với nhau. Một chuyện là hôm đấy là em không phải lớp của em mà là em đi dạy thay lớp thầy ca, thì hôm đấy cho các bạn ý chạy khởi động xung quanh trường. Thế chắc là buổi sáng là các bạn chưa ăn sáng, thế là chạy vòng quanh đến Ali phát là có hai bạn sinh viên là chạy vào đấy ăn bánh mì. Thế sau chạy ra điểm danh thì dưng thấy các bạn ấy nhồm nhà mà mỡ hành dính đầy mồm. Ôi học sinh, thời nay khô quá đi thôi, bánh mì không nhân căn vội. À, thì em biết là các bạn ấy trốn đi ăn sáng. Và thế thì em có phạt không hay là có lần có, em có phạt các bạn là chạy nốt vòng vào mua tiếp thêm bánh mì vừa chạy vừa ăn. Chắc chắn là như thế luôn. Khi mình dạy sinh viên kỹ thuật mà gỡ phản lại, gỡ lại trong trường hợp các bạn bị túm tóc, và khi mình đứng ra mình người là người thị phạm cho các bạn đấy, cho các bạn túm tóc mình. Gần hầu như là buổi nào khi mình dạy đến kỹ thuật này thì cả lớp cũng đều chờ được một tràng cười gọi là rất sảng khoái. Nói chung là không hiểu lý do tại sao khi mình dạy đến kỹ thuật này các bạn lại cười luôn. Một cái tật xấu của các bạn sinh viên FPT mà không biết là nói là tật xấu có đúng không, nhưng mà thầy thấy các bạn nam của đại học FPT rất là mê gái. Cái chuyện này bình thường, cực kỳ mê gái luôn đấy. Bởi vì là cái khu vực giảng dạy của thầy là ở ngay khu vực cái đường đi các bạn sinh viên hay đi qua lại đi học về, mà các bạn sinh viên nữ của sinh viên đại học FPT thì có style mặc rất là đẹp và cũng phải nói là rất là sexy, rất là gợi cảm. Thì mỗi lần mà khi mà thầy đang giảng dạy bài thì tất cả các con mắt của các bạn sinh viên đều ngước theo. Uống gì mà xinh thế. Sau đến khi nào mà bạn gái đi hết tầm mắt thì mới quay lại trở lại thầy thì các bạn mê gái quá. Ví dụ như là xem phim nhạy cảm trong lớp nhìn thầy chẳng hạn. Nice. Sao mà bị anh bắt được ra? Kiểu như vậy. Thề luôn. Mà không hiểu trong lúc đấy mà nó vừa xem cái phim đấy xong lại vừa nhìn thấy mặt mình như nào. Thế mình bảo sinh viên là các em trong lớp thì các em đọc sách thì được chứ đừng xem sách. Buổi trước chẳng hạn, mà ví dụ như là đến đầu giờ mình thì chúng nó thổi sáo, thế xong mới mình cũng hỏi cho nó thế các em học lâu chưa, chúng nó bảo là học 2 tuần rồi. Thế là học 2 tuần thổi như cứt đấy. Nói chung là thơ nhưng cũng cứt trẻ thật sự luôn. Có đến nào học kiểu như học đi học lại mà mãi không quên luôn mà anh ạ? Có chứ. Ví dụ có sinh viên học đến 7 lần xong 1 chẳng hạn. 7 lần xong 1. Sinh viên đấy thì hầu hết qua tay tất cả các thầy cô giáo ở trường này học xong 1. Nhưng mà sau đó thì bạn ấy bỏ học và bạn ấy quay lại trường bây giờ thì học thì rất là tử tế. Khóa 4. Đúng rồi, học khóa 4, sau đó thì bây giờ quay lại trường học đợt đấy là khóa 11, 12 gì đấy. Yêu hay không yêu, không yêu hay... Bố mẹ ở nhà thì còng lươn ra nuôi đi học, yêu với đưa cái gì? Hả? Yêu với đưa cái gì? À, chứ thầy thì... Tại sao bây giờ thầy vẫn thế này? Thế này là... vẫn còn chưa lấy vợ này. Đó. Khi nào mới cưới con ơi, đừng nói nữa xin mọi người. Kiểu là cứ làm sao rõ ràng là yêu nhau, chị biết hai đứa đây yêu nhau mà tại sao đi trong trường trong một cái khung cảnh quá đẹp như Hòa Lạc này, tại sao các bạn không cầm tay nhau? Tại sao? Chị thấy điều đấy nó rất là ấm áp và chị rất thích vào trong một cái hình ảnh khuôn viên trường ấy, có rất nhiều cặp đôi cầm tay nhau và các bạn thỉnh thoảng chia sẻ tựa đầu vào nhau. Hãy tựa vào vai anh để em bước qua nỗi đau. Nhưng mà chị cảm giác là ở đây các bạn hơi giấu tình cảm, hay các bạn giấu tình cảm ở chỗ nào đi không biết, nhưng mà chị rất thích được bắt gặp rất nhiều cặp đôi trong trường mình tay cầm và thỉnh thoảng thơm má nhau một cái là chị rất thích luôn. Rõ ràng em thấy là xung quanh trường mình rất ít cặp đôi, trong khi đấy chị biết thừa là bọn nó yêu nhau rất nhiều nhưng mà không thể hiện ra. Tại sao thế nhỉ? Là các bạn có một cái tật xấu là các bạn lớn như vậy rồi nhưng mà có một quan niệm nó sai về tình yêu, mà có những bạn lớn mà chưa biết yêu, thậm chí trốn tránh tình yêu.
có một số bạn thì chia sẻ với anh rằng là bố mẹ em cấm yêu, tập trung vào mà học đấy. Thế nhưng mà khi gặp anh thì các bạn ấy lại có một cái tình yêu mãnh liệt, mà có những bạn là tình yêu mãnh liệt đến mức độ mà anh không ngờ được đấy. Nhưng mà em đừng hiểu nhầm nhé, bởi vì là cái tình yêu mà anh đang nói với em về các bạn sinh viên đó là cái tình yêu của các bạn đối với cái môn học Cô Việt Nam của anh. Ui, dã man, lừa đảo luôn. Thường mình cũng khoái cái không support cho sinh viên yêu đương trong lớp, nên là thường mình sẽ cho một đứa trượt để cho nó tách lớp ra. Sẽ cố đi cho một đứa, ví dụ như là nếu con gái mà kém hơn thì đi cho nó để nó trượt sang top khác, để một đứa học sang một đứa học top 3 chẳng hạn. Một cái xấu nữa mà cũng không biết là các bạn sinh viên trường khác như thế nào, nhưng riêng sinh viên trường FPT ấy, thì chuyên gia rủ thầy cô là chơi ma sói. Trời ơi, tao nói với tụi bay, tao không phải là sói. Tao không phải là sói, sao tụi bay cứ bắt tao lại vậy? Để giờ mấy dán rồi. Tao suốt ngày bảo là cô ơi, chúng ta học môn giao tiếp trong kinh doanh với cả môn làm việc nhóm thì chúng ta phải có thực hành, mà thực hành tốt nhất là ở trong trò chơi ma sói. Ok, thế này nhá, chị thì dạy khóa 1 trường mình từ khóa 1. Thế là những các bạn ấy hơn chị có, kém chị có 4 tuổi thôi. Thế xong rồi bây giờ đến gặp lại đi học lớp ấy. Em biết không, các bạn ấy toàn trêu chị, tức là mang theo con ấy, toàn chứ, gọi bà phí đi. Tức là kiểu nó cố tình nó trêu chị ấy, nó gọi là gọi bà đi. Thế là chị toàn phải chứ, này không có bà đâu nhá. Thế xong rồi kiểu đến nhà chúng nó chơi, thì chị gọi mẹ nó là cô, vì mẹ nó hơn tuổi, chị nhiều tuổi ấy. Xong chị nó gọi chị là cô, xong con nó gọi chị là bác. Tức là những chuyện như thế. FPT 大学の学生は、うん、授業中よく寝るし、よく Facebook を使うし、私の話を全然集中しないです。特に日本語学部の学生は専門なのに、私と日本語で全然会話ができない学生が多いです。ニューマー、こういう学園、バイ、学園、ほう、こうがんれんね。My students, especially business major students, I don't know why, but every time I come to class during the first meeting, they would always invite me to 우엉 지역. 우엉 해대. 우엉 해. 안 먹을 줄 못 해. They said that they heard from other students that if they go out and drink with me, then they could get a better score or maybe they could pass the subject. And I told them, I don't need to drink with you. I have a lot of wine at home, so I don't think it's good, but it's just for fun. I'm sure it's they're just kidding me. They're just kidding me just to create a good environment. 운동 감속지 겉에 떠난!